trong dự án mà các bạn nhận được 25 token có ký hiệu là FHD, giá trị của nó là 0.5 trong 1 đồng các bạn. Để tham gia dự án các bạn click phần link mô tả, bấm nút ta để chat chatbot, bấm nút ta các bạn lướt cấp tra nha các bạn, join mấy kênh group rồi các bạn lướt cấp tra. Lướt cấp tra xong các bạn vào đây mà follow Telegram group channel, join vào các bạn follow theo word rồi request screen bot, subscribe kênh YouTube rồi bấm vào nút submit json. Rồi các bạn bấm vào submit xong các bạn bấm next step. Rồi các bạn ghi vào trang trader của mình, copy username nha các bạn. À còn mình đã có mình win v n n n h 9. Rồi các bạn kiểm tra lại nha các bạn. À còn win v n n h 9 làm gì kiểm tra đi lì lộn không nó không có vậy nha các bạn. Rồi các bạn lấy đường link profile YouTube của mình bắt vào. Các bạn mở YouTube lên nè. Rồi các bạn vào trang cá nhân của mình nè. Rồi các bạn vào kênh của bạn nè. Các bạn bấm chia sẻ nè. Bạn sao chép để đơn giản nha các bạn. Rồi các bạn bắt vào cho nó nha các bạn. Rồi các bạn gửi nha các bạn. Rồi các bạn điền với địa chỉ ERC20ETH bên dưới chút wallet MetaMask nên tôi cần gì nào cũng được nha các bạn. Cái nền tảng ERC20 wallet. Rồi các bạn sao chép lên nè. Rồi các bạn bắt vào. Rồi kiểm tra đầu đuôi nha các bạn. Rồi mình đã nhận được 25 token FLB Interview 8 token verified. Mỗi một lượt ghép nhận được có 8 token rồi các bạn ơi. Rồi bạn bấm balance nha các bạn để nhận token. Rồi các bạn bấm vào link ghép chia sẻ cho bạn bè và người thân về video mình kết thúc. Mọi thắc mắc gì không hiểu cứ để lại comment dưới mình. Dành chào tạm biệt tất cả các bạn nha. Các bạn nhớ bỏ like một like và subscribe ủng hộ kênh để cập nhật những video mới từ kênh kiếm tiền tăng không.